chùa Xá Lợi là một ngôi chùa đầu tiên khánh thành của một xây dựng dựa theo lời nghĩa tốt hơn. Trên là bài bài đường, phía dưới là nhà hàng. Chùa ta là một khu rộng 2.500 m², giữa một khu phố khá tịnh. Cổng chính chính ra đường Bà Bà Thanh Thanh, cổng phụ dẫn ra đường Sư Thượng Chi. Khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 8 năm 1956 và được hoàn thành vào ngày đầu tháng 5 năm 1958. Chùa được thi công theo hoàn hồi của hai kiến trúc sư là Trần Văn Bằng và Đặng Văn Hưng. Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp của hai ngôi tỉnh Bắc Việt Nam dưới sự tổ chức xây dựng của Hội Phật học Việt Nam. Câu thơ của chùa có chánh điện, giảng đường, thư viện, văn phòng, phòng hội đồng, phòng họp, phòng tăng và bàn sách thanh tịnh. Chánh điện ở lầu lầu dài 34 m, rộng 15 m. Trong lễ thủy thượng chỉ tôn tông biến như là đích Thích Ca Mâu Ni được làm bằng chất liệu nhẵn nhẵn màu hồng cao 6 m, tòa sen 36 m. Nghe khối 3m82 để cao hơn tính tòa xem là 3m62 2m64 tượng bắt cầu là cầu bày ngày tháng 12 năm 1957 và được hoàn thành ngày 24 tháng 12 năm 1958. Đến năm 1989 tượng được thép lại tòa tấn tượng và lại được giảm nhà Việt Nam. Tính từ chánh chánh điện có những bức tranh minh họa sự tích đức Phật Phật Cha từ được đạt sanh cho đến khi nhận chức này. Các tác phẩm này do hòa sĩ Nguyễn Văn Long thực hiện vào các năm 1959 và năm 1965. Ngoài ra trên chánh chánh điện còn có một khắc thần màu ngọc hình lá đề bên trong tượng ngọc ngọc xá lợi của đức Phật Thích Ca. Các tấm xá lợi tôn kính đức cao ngay trên tượng Phật Thích Ca. Tiếp bên trái là tam quan của trên đường Bà Bà Thanh Thanh. Ô tháp chuông cao 3m, được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 12 năm 1960 và hoàn thành vào ngày 23 tháng 12 năm 1961. Trên tầng cao nhất nhất của tháp là một lầu lồng có treo đại hải thần chuông 2m2 cao 1m6. Thương diễn và phòng đọc sách tương tương rất nhiều tư liệu quý giá, có kết quả bản điện Phật giáo và sách tư liệu bằng những hoa văn sách đó có giá tư liệu và có những cuốn sách về văn hóa xã hội triết học tôn giáo. Tổng số cầu đầu sách sách nay khoảng 5.000 năm. Một tháp tháp không được bắn vật là vật sát lợi thật tổ. Vô lại, nơ ra, ma ha ra, một danh giới tăng tăng Phật giá đất ra. Các nam hai là phải là chính kiến cho Phật bảo ẩn thương đồ tại đây. Kinh này là trên 1.500 tuổi, bản kinh dài 15 cm, rộng 6 cm, hai đầu dòng dòng để sỏi chạy sâu lại. Bìa kinh là mà mổ, xương son kết quả, có trong trang hoa văn cầu kỳ.
Phô kinh được đọc trong một bộ sách sách phát thanh lịch quân tình thị tình xã hội vào bài bài 1957. Nội dung phô kinh mới chắc chắn lời và nồng của Đức Thế Tôn khi ngày bắt đầu chuyển bánh xe phát phân tại thành phố Ba La. Cho năm anh em về tăng cả bảo đó là cái gì về chiếc nhà thành được cái gốc mà ở Tích La cho thấy phải tổ quốc an bình đem đến lửa đó đến Phật mà thành đạo xa đạo khi đây thì cái gì về cho người na ra ra ma ha ha ra để ra là chính chất thức thanh đạo tình tụ nơi gian cái bồ đề hạ thọ cũng sống thù không nhắn thù vào ngày ký lý Đức Phật Ma Di Đà người ta đã thấy sự cân bằng của cuộc sống.